Kính mời quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có 300 câu hỏi thường gặp nhất về đạo Công giáo và tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình. Câu hỏi 27, cha mẹ của Chúa Giê-xu là ai? Chúa Giê-xu chỉ có một người mẹ nhân loại, mẹ Ngài là Đức Maria. Thánh Giuse, chồng của Đức Maria, không phải là cha ruột của Chúa Giê-xu, vì chính Chúa Thánh Thần đã dùng quyền năng làm cho Đức Maria thụ thai mà không cần đến người nam. Đây là lý do tại sao Chúa Giê-xu được gọi là con Thiên Chúa và con của Đức Maria. Đức Maria là người Ý như chúng ta. Mẹ cũng có phù mẫu, Thánh Gioakim và Thánh Anna, và là một phần của nhân loại như bao người khác. Điều đó có nghĩa là mẹ cũng chưa hoàn hảo và cũng không phải là thần thánh. Mẹ không phải là một nữ thần, nhưng con của mẹ lại là Thiên Chúa. Bởi vì Đức Maria đã hạ sinh con Thiên Chúa, nên một cách loài suy, chúng ta có thể gọi mẹ là mẹ Thiên Chúa, vì không bao giờ có thể tách rời thiên tính và nhân tính của Đức Kitô. Phong tục, truyền thống và luật pháp Do Thái nêu rõ rằng con nuôi hợp pháp có mọi quyền lợi và nghĩa vụ như con ruột. Thế nên, Thánh Giuse, người chồng hợp pháp của Đức Maria, trở thành cha hợp pháp của Chúa Giê-xu, chứ không phải là cha ruột. Đây là lý do tại sao Chúa Giê-xu đôi khi được gọi là con bác thợ mộc hoặc con trai ông Giuse. Ngay cả người Hy Lạp và La Mã cũng có những tập tục tương tự, cho thấy quyền lợi và cấp bậc bình đẳng giữa con nuôi và con ruột. Không ai biết Thánh Giuse qua đời khi nào, nhưng chắc chắn là trước khi Chúa Giê-xu bắt đầu sứ vụ công khai vào năm 30 sau Công Nguyên. Hiện diện khi Chúa Giê-xu được sinh ra và chịu cắt bì, cha nuôi của Chúa Giê-xu cũng dạy Ngài nghề mộc, như được nói đến trong Marco chương 6 câu 1. Ông ta không phải là con bác thợ mộc sao? Điều ấy ám chỉ đến việc chính Chúa Giê-xu cũng là một thợ mộc. Thánh Giuse chỉ được đề cập đến trong Thánh Kinh lúc Chúa Giê-xu được sinh ra và khi Chúa Giê-xu 12 tuổi. Ngoài những thời điểm đó, Thánh Giuse không được nhắc đến thêm nữa. Những điều như Chúa Giê-xu lớn lên tại Nazareth và học nghề thợ mộc từ cha nuôi của Ngài là do suy ra mà thôi. Nếu Thánh Giuse qua đời khi Chúa Giê-xu 30 tuổi, thì sẽ giải thích được tại sao Chúa Giê-xu chỉ bắt đầu sứ vụ công khai như một rabbi, thầy, vào độ tuổi đó, chỉ 3 năm trước cái chết của Ngài. Cho đến lúc đó, Ngài chỉ được biết đến như chàng thợ mộc hay con trai của bác thợ mộc. Đức Maria đã chứng kiến người con trai duy nhất của mình bị đóng đinh, bị chết và được mai táng. Sau đó mẹ lại được đoàn tụ với Chúa Giê-xu phục sinh vào ngày lễ phục sinh. Đức Maria tiếp tục sống sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, tức là 40 ngày sau khi phục sinh, và mẹ được nhắc đến khi hiện diện trong căn phòng trên cát, trong ngày lễ ngũ tuần, khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trên mẹ và 12 tông đồ. Chúng ta không biết khi nào mẹ của Chúa Giê-xu rời bỏ thế gian này. Thánh Kinh không nói gì về ngày mẹ qua đời. Người Công giáo thực sự tin rằng, khi thời giờ của mẹ đến, con của mẹ đã rước mẹ lên trời cả xác lẫn hồn, được gọi là lễ mẹ lên trời. Dù ngày lễ này được cử hành theo lịch phụng vụ vào ngày 15 tháng 8 hàng năm, nhưng không ai chắc chắn đó là ngày mẹ thực sự lên trời. Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện.
cùng Chúa Giêsu buổi tối. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con dành đôi chút thời gian để ngắm nhìn vị Thiên Chúa đồng hành cùng con trong suốt ngày sống. Con lưu tâm đến những người đã dành thời gian cho mình. Con có tỏ cho mọi người biết con yêu họ nhiều qua lời nói hay cử chỉ của mình không? Liệu con có cho họ biết những điều con trân trọng nơi họ như công việc, khiếu hài hước và lòng tốt của họ không? Con nhận ra rằng tình cảm nơi anh chị em cũng được nuôi dưỡng qua từng cử chỉ nhỏ nhặt để nhìn nhận lẫn nhau. Con có thể nhìn nhận và cảm ơn ai trong ngày mai? Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm an lành trong vòng tay yêu thương của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.